Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Euro trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên thanh lý cho anh em, đó là dòng sản phẩm của loa bát RCS. Đây là một cặp loa bát 30 côn 76 từ 1910 mà nhá. Thì trước mặt anh em quan sát thấy đây là một trong những dòng sản phẩm khá là chất lượng. Và các bác nếu mà mua các cái dòng sản phẩm bát ngoài trên thị trường thì nói thật sự các bác là đôi cặp loa bát này giá nó ngoài 2 triệu, nhưng mà riêng trong video ngày hôm nay thì bên em giảm giá xả cực sốc cho toàn thể các bác, giá chỉ có 1.700.000 đấy ạ. 1.700.000 thì các bác cũng đã sở hữu được một cặp bát RCF chất lượng hàng đẳng cấp trong video ngày hôm nay. Thì các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Và ngay sau đây thì em sẽ thử test cho toàn thể các bác nghe về cái chất lượng của dòng sản phẩm này các bác nhá. Đây em sẽ test cho toàn thể các bác nghe đây. Đó, thì em đấu cực dương này. Đó, cực âm này. Đấy, tiếng cực kỳ hay luôn. Đây, soi cho toàn thể các bác đây. Đây, đang đấu vào đây, các bác nghe tiếng rất hay nhá. Tiếng ngoánh cực sâu luôn anh em nhá. Và các bác quan sát thấy đây, rất là đẹp đây. Hoàng bát này bát chất lượng anh em nhá. Đấy, anh em mua về có thể gióng loa kẹo kéo, đặc biệt là anh em ở trong miền trong nhá các bác nhá. Đấy, tiếng cực kỳ hay luôn. Các bác đi qua hoa đỉa cho cả hai em một like nhá. Đấy, tiếng rất sâu luôn. Đấy, các bác nhìn xuống này. Con này thì được thiết kế bởi gân vải tạo dầu Ophelon. Đây, xoay cho toàn thể các bác nhìn cặp bát đây. Đấy, đây gân vải này, Ophelon này, rất đẹp luôn. Ba nhìn này, màng này, quá tuyệt vời luôn. Hàng này thì bao zin bao đẹp cho toàn thể anh em nhá. Mã của con này là Z12x400 nhá. Mã Z12x400 ạ. Đây các bác nhìn đây, tuyệt vời luôn. Đấy, côn đây các bác nhá. Nhìn các bác nhìn côn này. Đấy, côn 76 từ 1910 anh em nhá. Côn 76 từ 1910. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây hiện tại là em đang đấu thử vào cho toàn thể các bác nghe đây. Quá chất lượng luôn các bác ạ. Giá chỉ có 1.700.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mặc cả thì đi chỗ khác của em gái nhá. Còn bên em bán hàng báo giá cho anh em là giá chuẩn rồi. Đó, các bác mua cảm thấy mua được thì mua, cũng mua được bỏ qua cho anh em nhá. Đấy, cực kỳ chất luôn. Các bác nhớ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0988583183 nhá. Các bác nhìn này. Bát tuyệt vời luôn. Tiếng oánh rất là sâu anh em nhá. Đó. Xương của con này nó là xương gang các bác nhá. Xương gang này. Đấy, vành răng cưa này, xương gang vành răng cưa này, gân vải tẩm dầu Ophelon luôn. Đấy, kể cả từ cái cọc chân loa này, các bác ấn vào cái này, cọc chân loa nó làm rất là chắc chắn và tỉ mỉ này. Đấy, các bác đi qua một lần nữa thì hoan hỉ ấn cho em xin một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì em nhớ đăng kênh của bên em. Giá 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000 chốt các bác giờ CF gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhá. Anh em về anh em gióng loa kẹo kéo này, gióng bất kỳ một loa gì cũng được. Đấy, kể cả từ cái tép này. Đấy, bên em có đầy đủ đồ cho anh em nhá. Một cặp tép này nữa này. Đấy, một cặp tép này nữa anh em nhá. Rồi, kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.